Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ sáu tuần 31 mùa thường niên, ngày 10 tháng 11 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Elizabeth Đặng Thị Oanh, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca chương 16. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Báo Tuổi Trẻ có đăng tâm sự của những người quản gia và phản ánh của chủ đối với họ. Có những quản gia được tin cậy, được chủ giao cho trông coi nhà cửa. Thế nhưng cũng có những quản gia thiếu trung thực. Trong báo Tuổi Trẻ có thuật lại phản ánh của chủ nhà như sau. Tại chung cư Hoàng Diệu, quận 4, Sài Gòn, gia đình anh chị Nguyễn Văn Sang tỏ ra rất hài lòng với người quản gia trẻ tên Hằng, quê Kiên Giang. Anh Sang cho biết, điều tôi hài lòng nhất với người quản gia là sự tín nhiệm. Anh kể chuyện có lần gia đình phải đi Hà Nội vài ngày. Khi về nhà, nhìn thấy Hằng chủ động tìm thợ sửa sang, khiến anh chị rất hài lòng. Chị Hậu nói, nhờ có Hằng, tôi được dành trọn thời gian cho công việc, trong khi công việc gia đình vẫn được duy trì một cách trơn tru, kỹ lưỡng và cẩn thận. Anh chị cho biết đang có ý định tạo điều kiện cho Hằng học thêm tiếng Anh, vi tính, phòng khi chán nghề vẫn có thể tiếp tục cộng sự với anh chị trong công việc khác. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa cũng nói về người quản gia. Thế nhưng người quản gia này lại không thiếu sự trung tín. Ban đầu chủ rất tin tưởng, giao cho anh coi sóc nhà cửa để đi làm xa. Thế nhưng người quản gia này lại lợi dụng sự tin tưởng của ông chủ mà làm những điều không được phép. Anh phung phí tài sản, ông chủ đi làm xa, nghe những thông tin mà người quản gia đã làm. Ông quyết định cho anh quản gia nghỉ việc. Tôi nghe người ta nói gì về anh đó, công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Khi nghe tin như sét đánh bên tai, người quản gia chết lặng và nghĩ, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Cuối cùng trong đầu anh cũng nghĩ ra lối thoát cho mình. Anh gọi hết con nợ đến, giảm mức nợ cho họ viết lại biên lai. Khi thấy người quản gia làm như vậy, ông chủ đã khen. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi cư xử với người đồng loại. Như vậy, có phải Chúa Giêsu khen người quản gia vì sự bất lương của anh ta không?
Chắc chắn là không. Nhưng Chúa khen người quản gia khôn khéo, vì anh ta biết tính trước cho tương lai vận mệnh của mình và biết dùng tiền của bất chính để tạo nên bạn hữu. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết lo cho tương lai của mình, bởi vì sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Cuộc sống là một cái gì mong manh, ta có thể ra đi bất cứ tuổi nào. Chúng ta vẫn nghe một lời nhắc nhở trong Tin Mừng: giờ chết đến như kẻ trộm. Bạn có chuẩn bị trong khi đợi chờ giờ phút ra đi chưa? Vì mọi người đều phải chờ đợi, còn đi vào ngày giờ nào, chỉ có Chúa mới biết được. Chúa này mà yêu Chúa kia, con không thể nào vừa làm tôi cho Thiên Chúa vừa làm tôi cho tiền tài. Tình yêu chân chính là luôn chung chính một lòng, không toan tính cho riêng mình, không hề gian dối điều ngoa. Tình con yêu Chúa không gì làm con cách xa, nhưng là tình yêu thiết tha. Không ai có thể làm tôi hai Chúa, hoặc ghét Chúa này mà yêu Chúa kia. Con không thể nào vừa làm tôi cho Thiên Chúa vừa làm tôi cho tiền tài. Là con ánh sáng đòi con khôn hơn người đời, không nên bám theo danh lợi, không màng phú quý vinh hoa. Vượt xa gian trá, con dùng tiền nong chóng qua, mua tình thân thiết với